rich, I'm rich, I'm rich, I'm rich. Hello, hello everybody, welcome to HelpVKT. Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh HelpVKT. Thì tiếp tục lại là cái series thiếu niên tâm gì thiếu niên quên mẹ nó rồi, quên tên nó rồi. Làm nhiều game quá bây giờ cũng không nhớ game nào là game nào luôn. Rồi thì đây tiếp đến là ngày thứ 3 ha. Thì ngày thứ 2 thì Heo đã up cho các bạn rồi và những series này cũng ít người xem. Ok thì kệ nó đi, làm cho đa dạng phong phú thêm cái kênh mà. Thì đây là ngày thứ 3 này ha, ngày thứ 4 chưa mở nè. Rồi bây giờ là 22:45 là ngày thứ 3 đang chơi nè ha. Mấy cái này thì chưa có đạt nổi, còn cái này thì xài hết ha. Đó, mua nửa giá thì các bạn ráng mua luôn ha. Rồi cái hoạt động 7 ngày này mua nửa giá thì các bạn cứ việc mua hết cho Heo ha. Thì ngày thứ 4 thì chúng ta được chọn một cái tướng rương tướng SS nè. Hy vọng là sẽ đủ tiền mua được em đó ha. Chắc cũng hơi chát, bèo đó chắc cũng phải 6-7 ngàn gì á. Nhưng mà ráng để tiền mua ha. Rương truyện cam ký nè, ok. Rồi thì cũng không có gì khác ngoài là tiệm thì các bạn ráng mua hết những món mà ngày 1, ngày 2 Heo đã chỉ ha. Cũng không có gì. Reset thì cố gắng reset ra tướng SS ha. Còn cái con tướng S thì bây giờ chúng ta không cần nữa. Nhưng mà nếu có được thì cứ rẻ thì cứ mua. Rồi tiệm danh vọng. Danh vọng đây thì chúng ta quan tâm vào hai tướng ha. Đó là Quách Gia và Điển V. Tại mình chơi tem ngụy nha các bạn. Đó thì để mai lấy cũng được. Rồi ok. Hạng thì hồi chiều mình đã lên được tới hạng 60 rồi, nhưng mà rớt xuống bây giờ còn 80 ha. Thì đối với đây tiệm trang bị nè. Tiệm trang bị thì đây các bạn mua cái tinh hoa ha. Thì được khoảng gần 100 sao rồi. Các bạn ráng mua cái tinh hoa này cho Heo ha. Ngày nào vào chúng ta cũng phải mua mát tinh hoa hết. Còn điểm còn lại thì các bạn có thể mua mấy cái này ha. Cái đá luyện trang bị nè. Đó. Rồi còn anh em nào mà muốn thì chúng ta có thể mua mảnh tơ, mảnh đồ tím này cũng được. Không thì chúng ta đợi lên 120 thì chúng ta mua. Cái này thì nó được có kích duyên nữa nè ha. Đó, đủ 4 món thì nó sẽ kích duyên cho các bạn. Còn cái trên thì không có ha. Đó. Trang bị cam thì 150 sao. 180 sao thì cái này thì chỉ mấy anh đại gia mới chơi được thôi, chúng ta còn lâu lắm. Rồi đây thưởng thì có thì các bạn cứ lấy ha. Rồi tiệm quân đòn thì chúng ta sẽ được một con tướng SS. Thì các bạn cố gắng ha, gom tiền để dành tích góp này nọ để mà ngày nào chúng ta cũng vào mua mảnh ha. Mua mát mảnh các bạn có thể có mua được bao nhiêu các bạn cứ mua ha. Mát mảnh của tướng team các bạn chọn nha. Rồi cố gắng, các bạn cố gắng giúp Heo ha. Ngày 2 thì chúng ta được 500.000 lực chiến. Còn ngày thứ 3 thì các bạn cố gắng tăng mát hết cho Heo ha. Anh em có bao nhiêu thể lực thì dồn vô đập hết luôn ha. Thì ở đây thì ngày thứ 2 thì chúng ta mở chức quan. Còn ngày thứ 3 thì chúng ta mở được cái tinh luyện ha. Cái tinh luyện này là các bạn có bao nhiêu thì các bạn cứ đập hết cho Heo nha các bạn. Nó cộng lực chiến lên rất là nhiều ha. Ok. Nhưng mà các bạn cộng theo cái kiểu này nè ha. Cộng đều nha các bạn. Đừng có cộng mà nó bị chênh lệch ha. Cộng đều thì nó sẽ kích duyên, kích dòng, kích gì đó cho các bạn. Quên rồi. Rồi ở đây thì tới ngày thứ 3 thì các bạn ưu tiên cho Heo ha. Các bạn chơi tướng nào ví dụ như mà các bạn thích một con tướng đam hàng giữa hay là hàng trước, hay là một con hàng sau gì đó, thì các bạn cố gắng ha, các bạn kích duyên hết mức cho Heo ha. Ở cái này thì chúng ta không thể kích được rồi, vì Hạ Hầu Đôn và Tào Tháo là hai con tướng mà
ít ít cộng lên 40 chúng ta mới mở được ha. Thì còn mấy thứ này thì các bạn cố gắng ha. Các bạn chơi em nào thì các bạn gán kích viên cho mình hết em đó nha. Kích mát lên để em nó trâu bò hơn, đi đánh cho nó ngon hơn. Rồi còn ở đây thì cũng như mọi khi khu hồi này nọ hết hết thể lực rồi nên heo không có thể mà chạy lên cho nó nhân phẩm tím được. Đang thiếu ha. Rồi còn tranh đoạt này thì cố gắng ha, có thể lực này nọ, có mảnh thì các bạn cố gắng. Cố gắng. Ồ đây có nè. Nãy kiếm không thấy. Ok, đủ nè. Ghép nè, đủ là cứ ghép ha. Còn không thì để qua ngày đi ghép cho nó được cái nhiệm vụ đây nè các bạn. Đó. Ngày có nhiệm vụ ghép ha, ghép được bao nhiêu lần, ví dụ 20, 60 gì đó. Đó là bao nhiêu món tím thì nó sẽ có rương, có mảnh này nọ cho các bạn nữa ha. Rồi leo háp thì chắc heo không cần phải nói rồi, các bạn cố gắng ha. Leo mát cho heo ha và tận dụng tối đa cái việc mà các bạn tạo này nè, tạo mới lại, vì nó mỗi lần tạo mới các bạn quét thì các bạn sẽ có chiến hồn tinh thạch này ha. Để chúng ta mua đồ trong này nè. Chúng ta không mua được đồ tím này kia kia nọ ha, là ấy thì chúng ta có thể mua được đá tinh luyện này ha. Các bạn cố gắng mua giúp heo ha. Có thì chúng ta mua. Rồi chiến trường tinh anh thì đây đánh thưởng là lần đầu nè. Nói chung thì qua mỗi ải thì đánh cũng khá là ngon. Nếu mà đánh không được thì các bạn có thể gọi là quét ha, quét cũng ra đồ nha các bạn. Rồi ở đây thì cướp khoáng thì chưa có mở rồi. Ngày thứ tư server mở mới mở được cái này ha. Chắc là mai rồi. Xích bích chiến thì cố gắng ngày mai mình lên 40 ha. Mà không biết nổi không nữa. Tại vì các bạn phải cố gắng làm hết cái này ha. Cái này thì nó cũng khá là nhiều. Làm hết mới đủ xếp kinh nghiệm này nọ mà lên ha. Và mình cũng cài hết thể lực luôn rồi các bạn. Nói thật với bạn là hết thể lực luôn mà không chạy nổi luôn đó. Đây còn 6 thể lực nè, không còn thể lực dự trữ luôn, đó hết sạch luôn. Mua số lần mua hết luôn. Thì lên càng cao thì cái thể lực tốn càng nhiều ha. Rồi thì cái điểm danh này thì các bạn cũng gán cho heo ha. Ăn hết, giới hạn cấp thì cái này còn đang suy tính lại. Rương ngẫu nhiên tướng ếch đục. Ồ ngon. Ra mở tiếp. Đâu rồi cái rương đâu. À này tướng chọn các bạn. Đù. Chọn à. Đây này tướng ngẫu nhiên nè. Wow. Hoa đà hả? Phế. Hoa đà thì phế ha. Chút tại vì mình không có chơi tem bên đó ha. Mình đang chơi tem ngụy. Rồi mấy em đó thì chúng ta làm gì? Chúng ta không xài tới thì có một cách rất là đơn giản, đó là đây tiểu kiều hoa đà đó, thu hồi hết ha. Rồi cái này các bạn ráng lên 40 ha, như là heo đang tích nè. Ngày mai là heo sẽ lên 40 xong rồi heo mới reset cái này ha, để mà có mảnh tướng ít ít cộng đó. Cố gắng thôi chứ cũng chẳng biết sao. Còn cái gì nữa quên rồi. À đây các bạn cố gắng ha, mỗi ngày các bạn vào các bạn đánh phó bản này nọ có quà ha, và các bạn cống hiến cho mình ha. Cống hiến cho mình là các bạn cống hiến 300 nha các bạn, 300 kim kim nguyên bảo. 300 không có nhiều đâu nha, 300 các bạn kiếm rất là lẹ luôn, nhưng mà để mà mai mốt mà cái độ mà cống hiến của các bạn ít thì các bạn sẽ bị đá ra khỏi gui ha. Còn này năng động gui level 40 mới mở. Để tiệm buôn đòn thì nãy heo có nói rồi. Còn đây thì kỹ năng mở được cái nào thì các bạn tăng mát cái đó cho heo ha. Wow, có nhiều người nộp đơn như vậy. Thì theo sự cố gắng của heo thì bây giờ trong cái quân đoàn này heo đứng top 2 ha. Sau anh chủ gui Aya nè, đó. Aya.
là cấp 40 ha, heo là 38. Chị cố gắng cày bừa và bây giờ lên được cái chức là đoàn phó rồi ha. Còn đâu là bảng xếp hạng? Đây bảng xếp hạng thì level thì heo thua rất là nhiều ha, còn đang trong top 104, còn lực chiến thì đang nằm ở top 89 ha. Đối với một dân mà năm dân thì 89 là khá là phê nha các bạn. Còn phó bản thì chạy không nổi, hơi thua người ta nhiều. Còn đây Hào Kiệt rớt rồi các bạn. Hôm qua đứng hạng 7, hạng bao nhiêu đó, nhưng mà cố gắng sẽ lên lại. Leo Háp thì 130. Đây đấu trường thì đứng top 83 ha. Và đúng chất năm dân nha, nhưng mà tại vì mê cái quà top, cái cấp cái gói quà VIP 2 nè, nên là đầu tư luôn cái VIP 2 thôi. Leo Háp thì bây giờ leo không biết leo nổi lần nữa không ta. Đây có mấy anh nè, đồng ý tốn 80 kim bảo thôi, nghỉ đi, nghỉ để đánh một trận cho các bạn xem cái. À còn cái này nữa, các bạn ráng quét map giúp heo ha. Thì cái mấy cái map này có những cái ma những cái phó bản mà các bạn đi không nổi á, thì các bạn đừng có bấm treo ha, tại vì nó có auto. Các bạn bấm treo thì nó sẽ đánh nè, bạn bấm treo rồi nó sẽ đánh hết kit nè, đó nó tự động nó dùng kỹ năng luôn đó. Còn các bạn tắt kỹ năng, tắt treo thì nó sẽ dồn kỹ năng lại các bạn. Tại mấy cái cảnh đầu thì nó không có cần thiết cho lắm. Đây ví dụ như cái này heo giới thiệu cho các bạn xem ha. Đó. Rồi. Nè, đó, nộ nó sẽ để lại ha. Mấy cái này là mấy cái cảnh đầu dư sức chúng ta qua ha. Nên mà chúng ta không cần bấm treo mà để sử dụng cái kỹ năng đâu. Tại nhiều bạn nhắn tin inbox mình là hỏi là làm sao anh leo map được cao như vậy này kia cái nọ. Đó, rồi bây giờ chúng ta xỏ. Đó, bung xỏ ha. Không biết là lên level cao búp máu ra sao, chứ level hấp là mình thấy con búp máu của mình nó như shit vậy các bạn. Nó tạo được cái vùng nhỏ ở dưới này thôi, còn mấy con tướng mà tướng tăng ở hàng trước là nó không có búp máu nổi. Hơi phế ha. Rồi, video thì ngày thứ ba của một nông dân như vậy thôi. Các bạn cố gắng ha, ngày thứ ba các bạn gắng quét hết cho heo, chạy hết nhiệm vụ ngày cho heo để mà các bạn lên được level càng cao càng tốt ha. Lên các mốc là 30, 35, 36, 38. Nếu được nữa lên 40 thì càng tốt. Đây vì 40 thì nó sẽ mở được khá nhiều đấy chứ. Chiêu mộ thần tướng nè, chiêu mộ tướng càng cao võ tướng cam càng mạnh. Cũng không mong chờ mấy con ít ít cộng ha, tại vì kiếm mảnh của nó cũng khó nên cộng 4 cũng hơi cực, và chắc cộng 4 cũng đứng luôn rồi, chắc không lên nổi đâu, tại vì không có thêm tướng để mà lên đâu. Đây mở thêm bảo vật nè, rồi trợ chiến nè, trận xích bích nè, đó các bạn lên mấy cái móc này các bạn sẽ có mở thêm nhiều thứ và nó tăng lực chiến cũng rất là mạnh ha, càng lên cao thì lực chiến càng mạnh và cố gắng cống hiến càng nhiều càng tốt. Rồi thì ngày thứ ba của một nông dân thì lên 103 vạn lực chiến thì thấy cũng hơi bị phê rồi, tính ra là một triệu lực chiến rồi. Ok bye bye, chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Rồi đó, gắn bấm like share giúp heo ha, sẽ còn nhiều nữa để xem các bạn. Đón xem ngày thứ tư là heo sẽ lên được bao nhiêu lực chiến nè. Ok, bye bye, chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.